Chào các bạn, lại là mình đây. Vậy là chỉ còn một vài ngày nữa thôi là DJI sẽ chính thức cho ra mắt mẫu flycam dòng mini thế hệ mới của mình. Và theo như rò rỉ ở trên mạng thì chiếc flycam này sẽ có tên là Mini 2 chứ không phải là Mavic Mini 2 như nhiều người đã đồn đoán. Vậy thì chiếc Mini 2 này có những điểm gì đặc biệt so với chiếc Mavic Mini 1 thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mặt thiết kế. Cái chiếc Mini 2 này thì đúng nghĩa là mini. Chúng ta sẽ có được một cái thiết kế nó vô cùng nhỏ gọn và giống hoàn toàn so với chiếc Mavic Mini 1. Nó chỉ nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình mà thôi. Và nếu như mà anh em yêu thích cái sự nhỏ gọn và tinh tế thì cái chiếc Mini 2 này chắc chắn nó sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em. Và theo như một số cái thông tin leak ở trên mạng thì điều khiển của chiếc Mini 2 này nó sẽ có một vài thay đổi so với chiếc Mini 1. Đó là nó sẽ to hơn và nó trông giống với điều khiển của chiếc Mavic Air 2 của chúng ta. Và với một chiếc điều khiển to hơn như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác sử dụng là nó dễ sử dụng hơn và nó sẽ đầm tay hơn. Có một vài cái giả thuyết cho rằng là điều khiển ở trên chiếc Mini 2 này hoàn toàn có thể là điều khiển cho chiếc Mavic Air 2 và ngược lại chúng ta cũng có thể điều khiển ở chiếc Mini 2 bằng điều khiển của chiếc Mavic Air 2. Cái điểm thứ hai mình cần nói ở đây đó chính là về trọng lượng. Một chiếc Flycam Mini thì thường là sẽ có một trọng lượng nó rất là nhỏ. Và trọng lượng ở trên chiếc Mini 2 này nó sẽ là 249g. Nó giống so với trọng lượng của chiếc Mavic Mini 1 đời đầu. Và với trọng lượng này thì các bạn hoàn toàn có thể là bay ở trên cao mà không cần phải xin giấy phép. Và điều này thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự tiện lợi nhất định và nó đúng nghĩa là một chiếc Flycam Mini. Cái điểm thứ ba là cũng là một cái điểm đáng tiền nhất ở trên chiếc Mini 2 này, đó chính là về chất lượng hình ảnh. Nếu như ở chiếc Mavic Mini 1 thì các bạn chỉ có thể quay là 2.7K và 30 frame thì với chiếc Mini 2 chúng ta hoàn toàn có thể quay lên tới 4K và 30 frame. Đây là một cái cải thiện rất đáng tiền so với chiếc Mavic Mini 1 và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái điểm mà anh em sẽ xuống tiền mạnh nhất cho nó và để đầu tư một chiếc Mavic Mini 2. Còn về thông số cụm cam thì với chiếc Mini 2 này mình hơi thất vọng một chút. Chúng ta đang chờ đó là trên chiếc Mini 2 này, đó là một cái cảm biến xịn sò hơn, một cái khẩu độ lớn hơn. Thế nhưng mà thông số về camera ở trên chiếc Mini 2 của chúng ta thì nó lại hoàn toàn giống so với chiếc Mavic Mini 1. Đó chính là chúng ta chỉ có cảm biến đó chính là CMOS 1:2.3 inch với cái độ phân giải là 12 megapixel. Có khẩu độ thì sẽ là f/2.8 và có kích thước là 24mm. Đây là một cái thông số camera mà mình hoàn toàn không thích chút nào ở trên chiếc Mini 2 này. Nó gần như là không có một sự thay đổi gì so với chiếc Mavic Mini 1 cả. Và tất nhiên rồi, ở trên một chiếc flycam thì cái điều mà anh em mong chờ nhất đó vẫn chính là cái khả năng bay cao và bay xa. Thì đúng nghĩa là một cái bản nâng cấp thì Mini 2 của chúng ta nó sẽ bay cao và bay xa hơn so với chiếc Mini 1. Và kèm theo đó nữa thì các bạn sẽ có một khả năng truyền tải hình ảnh tốt hơn với cái công nghệ là OcuSign 2.0. Nó sẽ giúp chúng ta truyền tải hình ảnh HD lên tới 10km. Và đây là một cái điểm cải tiến nó khá lớn ở trên chiếc Mini 2. Và đó là tất cả những gì ở trên chiếc Mini 2 mà mình tìm hiểu được. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về chiếc Mini 2 này thì hãy comment xuống phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn. Và đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera. Chào các bạn.